Hello mọi người, mình đây. Tiếp tục series hài hước với Khắc Công nhé. Câu chuyện hài hước đầu tiên của ngày hôm nay có tên là Vova học chữ cái. Cô giáo nói với học sinh: các em, hôm nay chúng ta học chữ cái C. Vova giơ thẳng tay: thưa cô, em ạ. Cô giáo: Vova ngồi im đấy, em còn chưa mời phụ huynh tới gặp tôi vì buổi học hôm trước với chữ cái bờ. Chắc Vova lại chữ bờ là Vova lại đọc thành chữ bướm, chữ cờ thì Vova là chữ chim. Cô giáo nghe ngượng quá lại phạt Vova: thanh niên tội, chỉ có biết được mấy từ, cứ nói ra là phải bị phạt. Câu chuyện có tên là Thần chết bó tay. Trên một chuyến bay có 3 người thuộc 3 nước khác nhau: Mỹ, Nhật và Đông Lào. Chuyến bay đó đang bay qua Biển Đông thì thần chết xuất hiện. Thần chết nói với 3 người rằng: ai quăng một thứ gì xuống biển mà ta tìm không thấy được thì người đó được thoát chết. Người Mỹ liền quăng một cây kim xuống nhưng thần chết vẫn tìm được. Và thế là người Mỹ chết. Người Nhật cũng liền quăng một sợi tóc xuống nhưng thần chết vẫn tìm được. Và thế là người Nhật cũng chết. Người Việt Nam sợ quá liền quăng nhanh một vật đang cầm trên tay xuống biển. Nhưng lần này thần chết tìm hoài không được. Ông bực mình quá liền quay lên và quát: mày quăng cái gì thế? Người Việt Nam trả lời: đó là viên xê sủi. Đúng là trí khôn của ta đây. Các bạn nghe câu chuyện trí khôn của ta đây chưa ạ? Câu chuyện có tên là Chiếc của tôi. Trong giờ học, giáo sư giảng cho học sinh về hộp sọ. Đây là một mẫu sọ khỉ đặc biệt. Trong thành phố của chúng ta chỉ có 2 chiếc, một chiếc trong viện bảo tàng và một chiếc của tôi. Một chiếc của tôi, đầu của tôi. Hai đấy. Hôm đấy. Câu chuyện bí có tên là Bí kíp võ công. Có một anh chàng một hôm đang đi nhặt lá đá ống bơ thì nhặt được một quyển bí kíp. Nghi là võ học thượng thừa nên anh ta giấu mang về nhà học. Trang 1 miêu tả về võ công: có thể hô mưa gọi gió, độc bộ thiên hạ, đưa người ta lên đỉnh cao của võ học. Trang 2 cần phải tự cung mới có thể luyện. Các bạn biết tự cung là gì chưa? Xem phim Anh Hùng Xạ Địa. Không phải, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đúng rồi, xem phim Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ biết tự cung. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh ta hạ quyết tâm vung dao tự cung. Xong việc, anh ta nén đau đọc tiếp bí kíp. Trang 3: không tự cung cũng không sao. Anh ta điên cuồng nổi lửa lên đốt ngay quyển bí kíp. Khi sách cháy gần hết, trang cuối quyển bí kíp bay ra. Chàng trai đưa mắt nhìn trang cuối: nếu đã tự cung thì sau khi luyện thành bí kíp của quý sẽ mọc lại. Trời đen như quạ. Không, này là ngu. Ngu. Thường là phải đọc hết từ đầu tới cuối, đọc hết thư dẫn sử dụng thì người ta mới làm theo chứ. Ông này thì xử mẹ rồi. Xong rồi người ta
có cái đoạn trái ngược ý ổng, phát là ổng mang đi đốt luôn, ổng nóng tính, ổng mang đi đốt luôn. Ai dè cuối cùng ông ấy có thể mọc lại được mà ông ấy không biết đường. Câu chuyện có tên là Chúc mừng mua hoa tặng vợ này. Tôi không mua, tôi chưa có vợ. Thế thì mua hoa tặng người yêu vậy? Tôi cũng chưa có người yêu. Thế thì hãy mua hoa để chúc mừng cho chính anh đã có một cuộc sống vô tư đến thế. Khắc công đang có một cuộc sống vô tư đến thế, chắc phải đi mua hoa cho mình thôi. Câu chuyện có tên là Bà vợ ở nhà ngoại tình. Một anh lính nọ phải ra trận vào ngày hôm sau, nên tối hôm đó anh thủ thỉ cùng vợ: "Em à, ngày mai anh đi rồi, gắng chiều anh một đêm nhé." Khi làm chuyện lớn xong, anh thầm nghĩ mình đi ra trận không biết bao lâu mới về mà vợ lại xinh đẹp trẻ trung, nên đâm ra lo lắng. Anh bèn vẽ một người lính đứng vác súng trên đùi vợ cho yên tâm. Anh đi chẳng bao lâu thì người vợ trẻ không chịu được cảnh buồn tẻ vì thiếu chồng nên rước tình nhân về nhà. Anh tình nhân làm xong chuyện lớn, xóa đi người lính canh súng và vẽ lại một người lính khác cũng đứng vác súng. Ngày anh chồng trở về, hí ha hí hửng gặp lại vợ mình. Tối đó anh xem lại rồi quay sang hỏi vợ: "Em à, người lính lúc trước anh vẽ đứng vác súng tay phải mà sao bây giờ vác bên tay trái?" Cô vợ lúng túng trả lời: "Thì vác tay phải mỏi quá, phải đổi sang tay trái chứ sao? Cái đó gọi là đổi gác anh ạ." À, vãi cả đổi gác. Anh đi là có thằng khác nó đến đổi gác cho anh liền. Ôi mà pha cắm sừng kinh điển. Câu chuyện có tên là Không để mắt tới. Lan: "Sao mỗi lần tớ mở đĩa nhạc cậu lại nhắm mắt vào?" Hồng: "Vì tớ hứa là sẽ không để mắt tới nó nữa với mẹ tớ rồi." Đúng rồi, không để mắt tới là không để mắt tới nhìn vào, chỉ nghe thôi. Câu chuyện có tên là Bị oan. Nhân dịp nghỉ hè, Robert và Raymond cùng nhau đi leo núi. Khi họ đến nơi thì xảy ra một cơn bão, hai người đành tìm chỗ trú tại một biệt thự lớn. Chủ nhân ngôi nhà, một phụ nữ xinh đẹp, nói rằng họ chỉ có thể qua đêm trong nhà kho ngoài vườn vì cô đang chịu tang chồng. 9 tháng sau, Robert gọi điện cho Raymond: "Raymond này, anh có còn nhớ cái đêm mà chúng ta buộc phải ngủ trong nhà kho không?" "Nhớ, rồi sao?" "Anh có còn nhớ nữ chủ nhân xinh đẹp của tòa biệt thự lớn?" "Nhớ chứ." "Anh có còn nhớ là đêm hôm đó khi tôi đang ngủ thì anh lén đột nhập vào phòng cô ấy không?" "Nhớ." Raymond hạ giọng lo lắng: "Để tránh tai tiếng, anh đã lấy tên và địa chỉ của tôi để tự giới thiệu với cô ấy. Có lẽ mình nên xin lỗi cậu." Đầu dây bên kia ngập ngừng: "Không, tôi phải cảm ơn anh vì cô ấy vừa từ trần và để lại cho tôi tòa nhà cùng 10 triệu đô la." Wow! Vâng, anh chàng làm cho cô ấy sung sướng nhưng mà lại sợ hậu quả nên anh ta không đưa tên mình và địa chỉ cho cô gái ấy. Nhưng cô ấy quá sung sướng nên trước khi mất đã để lại gia tài cho người đáng lẽ phải gánh gánh
phải đổ vỏ. Ai dè người đổ vỏ không làm gì được tiền được ấy. Anh chàng kia chỉ muốn sung sướng và không muốn nhận hậu quả, bây giờ lại không có gia tài trong tay rồi, đáng lẽ của mình nhưng mà mình sợ trách nhiệm. Ôi trời ơi. Hay, một câu rất là bài học cho chúng ta. Ăn ốc phải biết đổ vỏ, dám chơi dám chịu nhé. Câu chuyện có tên là Chuyện nhà văn. Trời đã về khuya, vợ nhà văn Du Mát đang trong phòng ngủ gọi chồng. Khuya rồi, anh vào nhà ngủ đi. Chưa được đâu, nhà văn nói. Nhân vật nữ trong tiểu thuyết của anh đang nằm trong tay gã đàn ông bắt cóc nàng. Anh phải cứu cô ta cái đã. Cô ta bao nhiêu tuổi? Vợ nhà văn hỏi. 20. Thế thì tắt đèn đi ngủ. Ở tuổi đó cô ta tự xử trí được rồi. Vâng, bà pha ghen luôn cả với nhân vật trong chuyện của bà vợ. Câu chuyện có tên là Chỉ còn một mình. Tí, bố ơi, thầy hỏi một câu, cả lớp chỉ có một mình con trả lời được đó bố. Bố, con giỏi quá, thế thầy hỏi câu gì? Tí, dạ, thầy hỏi ai dám lấy cây bút của tôi, mau trả. Vâng, có tính khéo tay từ nhỏ. Kéo tay hay móc từ nhỏ. Không giỏi giang thì cũng là một cái giỏi giang. Ông bố chắc cứ tưởng là con mình chắc giỏi lắm, trả lời được câu hay lắm. Các câu hồi đó cũng có một cái câu trả lời được mà cả lớp không ai trả lời được các bạn này. Đố các bạn. Vua Lý, không biết vua nào. Nhà vua xây ra chùa một cột mang dụng ý gì? Câu chuyện có tên là Đừng hòng sơ múi gì ở tôi. Một tổ chức từ thiện đến gặp ông luật sư giàu nhất thành phố và thuyết phục ông ta đóng góp cho quỹ của họ. Thu nhập của ông thuộc vào loại cao nhất thành phố, vậy ông có thể quyên góp chút ít cho cộng đồng không ạ? Tay thầy cãi hít một hơi dài và bắt đầu tấn công trả lại. Thứ nhất, tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hàng năm của bà. Dạ, chúng tôi không biết. Thứ hai, tôi có người anh trai là một cựu chiến binh bị mù và phải ngồi xe lăn. Xin lỗi. Chồng của em gái tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, chẳng để lại cho nó và ba đứa con nhỏ lại nhỏ dại đồng xu nào. Vâng, như vậy là ngài quá vất vả. Chứ sao, đến họ mà cũng chẳng sơ múi được gì ở tôi, nữa là các anh. Trời ơi, quá kinh khủng. Thật là kinh khủng. Trên đời có một người như vậy sao các bạn? Kinh khủng quá. Kinh khủng đến mắc cười luôn. Câu chuyện có tên là Đúng rồi của Vova nhé. Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi. Cô đưa ra mấy câu hỏi như sau. Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng? Bê tông ạ. Cô giáo, giỏi quá, nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa. Thế còn cái gì màu vàng và ở trên cánh đồng? Con bò ạ. Đúng rồi, nhưng còn có thể là
đống rơm nữa. Vô va lẩm bẩm từ phía cuối lớp. Đúng là lũ điên. Cô giáo, em đứng lên ngay. Sao em toàn nói bậy bạ thế hả? Vô va, thế em hỏi cô một câu được không? Cô giáo thận trọng, em thử nói đi. Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem? Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt vô va. Vô va xoa xoa mặt. Đúng rồi, nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa. Và đã đem đến cho chúng ta những cái pha chôn rất là tuyệt đỉnh. Nhưng mà anh chàng luôn luôn bị những cái pha ganh ganh trí tử của thầy cô giáo. Câu chuyện có tên là Bánh. Một cô gái xinh đẹp, nọ, mắc tật, ham ăn. Khó có gánh hàng rong nào đi qua nhà cô mà thoát nổi. Cô ăn vặt đến nỗi lúc nào mở miệng nói cũng có chữ bánh. Chồng cô phải nghe nhiều bánh quá nên cứ ai nhắc tới hàng vặt quà rong là đùng đùng nổi giận. Một hôm, hai vợ chồng đang ở trong nhà, bỗng mưa như chút nước. Anh chồng bảo, em ra xem trời thế nào. Cô đến bên cửa sổ nhìn rồi nói, anh ơi, mưa to lắm, cộng mưa có sợi dài như bánh canh, sợi ngắn như bánh lọt. Anh chồng giận quá, bảo cô xem mưa lớn nhỏ, nước nhiều ít, mà nói gì có bánh trong đó. Cô hoảng hồn mở cửa xem lại rồi thưa, anh ơi, mưa to thiệt mà, chỗ nước lên cao dày như bánh phồng, chỗ mỏng như bánh tráng vậy đó, chịu hết nổi. Anh chồng bạt tai vợ, may sao cô né được, tay anh chồng đánh trúng vào ngực vợ. Cô vợ chạy lại nấp sau một cột nhà, bù lu bù loa khóc. Chồng người ta hiền khô, chồng mình thì nóng như cái bánh cam. May mà tôi né kịp, anh đánh trúng hai cái bánh bao. Nếu né không kịp, anh đánh đập gãy bánh chè tôi rồi. Đánh đập gãy bánh chè, đánh trúng hai bánh bao. Ôi giời, hai bánh bao. Câu chuyện có tên là Thích Xu Nịnh. Câu này không hay, xin lỗi các bạn. Câu chuyện có tên là Nhầm Máy, xin lỗi nhé. Alo, ai đây? Alo, đây là nhà tôi mà. Ai đang cầm máy đó? Dạ, tôi là giúp việc. Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu? Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay. Thế bà chủ đâu? Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác. Láo, tao là ông chủ. Dạ, thế bà chủ ngủ. Bà bảo kia là ông chủ ạ. Này, muốn có tiền không? Dạ, lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi. Bằng. Alo, xong chưa? Dạ, xong rồi ạ. Bây giờ gói xác ném xuống hồ nước cạnh nhà. Cạnh nhà. Dạ, cạnh nhà làm gì có hồ nước nào? Nhìn kỹ lại xem nào. Dạ, không có hồ nước nào ạ. Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé. Vâng, chủ mưu của một vụ án mạng là một người nhầm số điện thoại các bạn ạ. Nhưng mà người đó quá độc ác đi. Và gặp một người giúp việc quá nghe lời, quá manh động, với đặc tính là sát thủ, làm việc nhanh gọn lẹ, bằng, xong. Ôi trời ơi, nhầm máy. Sao một cái chuyện to đùng như vậy, hóa ra chỉ là nhầm máy thôi sao?
như kiểu nhá, nhiều người gọi đến sẽ chửi một loa cho chửi 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 nhưng mà nhiều lần mà thế là mày cái mày lò cuối cùng nhầm máy hả, ôi mày nghe nãy giờ thì mẹ ngu như chó vậy thôi. Mấy người vô duyên vậy á, trời ơi, what the fuck. Câu chuyện có tên là Người mẫu chạy mất, cô giáo gọi Thomas đứng lên khiển trách. Bài văn tả con chó của em, chữ rất xấu, giấy bẩn và chưa làm xong. Tại sao vậy? Thưa cô, em đã cố gắng ghi nó lại để tả, nhưng được một nửa thì nó cắn em và chạy mất ạ. Vâng, Thomas rất là hồn nhiên của trẻ thơ đúng lứa tuổi của mình. Khi tả bất cứ cái gì đều phải nhìn cho kỹ, bắt vật nó lại. Cô đáng lẽ phải cho 10 điểm chứ. Câu chuyện có tên là Phụ nữ và tâm hồn ăn uống. Tại một cuộc thi trắc nghiệm về phụ nữ, người ta đưa ra mấy câu hỏi. Một, hãy kể tên một số cầu thủ nổi tiếng. Hai, kể ra một số từ láy mà bạn thường nghĩ đến đầu tiên. Và đại đa số câu trả lời của chị em đã làm ban giám khảo vô cùng khoái chí về danh sách các cầu thủ họ liệt kê. Nào là Beckham, Beckham, quả cam á, Beckham, Blomqvist, quả quýt, Cantona, quả na, Robinho, quả nho, Makelele, quả lê. Còn danh sách từ láy thì họ đưa ra là Bim Bim, John John, Su Xê, Chôm Chôm. Chưa có đu đủ nữa. Vâng, các chị em tâm hồn ăn uống và ăn vặt thì nói gì nữa các anh em nhỉ. Đeo này của các ông đến đây là hết. Tạm biệt mọi người.